kiến anh Oan để cầu nguyện cho các con được mọi sự an vui. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố ạ. Về nghe bây giờ về bảo Giang Nam bảo cũng bảo em ra ngoài này thấy anh học lại có cái nạn bình quý quá, còn duy trì lấy cái truyền thống. Và trong Nam thì cứ ra thầy nào cái chỗ ấy là nghe nhỉ, chứ không phải thầy mình là ngoài này các con thấm gần cái lời giáo huấn của các tổ các bạn sẽ làm để là quy một thầy kính là thầy. Thế chứ Tăng Ni là ai thấy cũng coi như là thầy của mình này, đến đâu cũng có thầy mà nghe giảng. Thì còn giờ thầy đã mất rồi lại có các vị khác tiếp tục. Thế văn nhà nguyên quân hành kính thì cũng đều được công đức. Bây giờ tổ sau đó sau và được xin tổ thân tu được. Xuống nên là ngửa mặt người ta lên, thế là làm như nghề mà là ấn đầu người ta xuống được, ngửa mặt người ta lên mà lấy tiền là cũng là hay lắm mà. Này làm cái nghề này còn phải biết nhiều chuyện, thế là trong khi các người ta nói chuyện người ta nghe. Thế là mai ngày nó cứ đi lên nó cắt. Thế là cho nên cái quán cái chuyện cắt tóc là nhiều chuyện lắm. Đông đây Nam Bắc chuyện cũ chuyện mới à. Thế là mình mà lại cho anh xem giáo lý sách vở em nói cho người ta nghe, thế là cũng được công đức. À mình nói chuyện gì khác ngoài chuyện Phật, nói chuyện Phật đi con, và nó không vui không buồn không chạm từ á đến nay, không hay không dở, và nói làm cho người ta trong kinh khủng tê tê bấm vào cái việc là tê bấm đánh bấm anh cho vụ cái này không cái này khói quá đây bớt lại rồi. Cụ trì cụ thuộc hết cũng không cần đâu, để chung để hỏi đi. Cụ trì cái gì? Để cái nắp mà khổ cái giấy lên gần. Thế nó kín lại thì nó khói. Dạ, cái này chắc phải cho bê ra ngoài thôi. Chiều buổi chiều à? Vâng, khóa chiều cụ chỉ kinh gì? Và hỏi cụ cho em là khi cụ mới đến đây buổi tối nhiều thế không không ạ? Thì cái đấy
Tổ trì kinh di buổi chiều thế thôi. Cứ xong đi, xong rồi em lại hỏi chứ. Tôi thấy là thấy con đom đóm từ trên cái phòng của chủ tổ bay xuống đây. Hỏi không hay. Thôi, thế thôi, để lên đi. Ừ, thì con hỏi đóng khác đi. Con nói cái đom đóm đi, nói chuyện đom đóm với cụ đóm, để nói nhau, đom đóm như nào, để đưa đây cho. Khi cụ buổi tối cụ về đây. Hôm cụ về đây đầu tiên. Đúng rồi, hôm về đây là về để... À, hôm còn xác minh lại, vâng. Để nhất ấy, thì thấy con đom đóm bay từ... Nhà tổ. Nhà tổ ấy xuống đây mà bay cao, bay về đúng vòng này luôn. Rồi. Còn trước khi cụ mất thì còn nhiều ra này. Anh là lấy cái này với thầy Bình. Nhưng mà đến gần 49 ngày. In sách. Rồi cho thằng Phương hồi hướng cúng hòa thượng. Là đáng kinh. Cái quyển Phật Bổ đáng kinh của thượng. In ra nhà trò. Thế còn để làm gì? Vâng. Đẹp lắm. Mặt. Bức đen. Đóm đóm à? Vâng ạ. Hai người là nhà bỏ à? Dạ, anh đâu ạ? Xuống đây. Bay cũng đây. Đây vào đây. Hôm đầu. À thưa anh quý quá. À thế nào? Ôi. Lúc còn sinh tiền là mặt đang quý lắm. Để đây niệm Phật hồi hướng cũng là thưa anh. Dạ. Cho ngài cũng mừng. Con thấy rất khó. Ngày xưa gặp Phật mà ở dưới Bích Tuy. Dạ. Có nói nhờ Tam Bảo gia hộ mà hòa thượng qua được. Không nói làm gì. Mà nếu mà có thế nào thì rồi sẽ gần các cho thầy nhắc nhở. Có hứa mà thế. Cụ mừng đấy. Đêm đấy em dạng sáng em cũng mộng thấy. Cái đạo dành 60 mấy năm. Mày một lúc. Con mày cụ. Cũng nghe lúc nó cũng không tổ tổ ngày xưa cũng quý lắm à, ở Hưng Yên sang đây cái tụng kinh hồi hướng cũng tổ nên khi nhập pháp thì không có mặt ngâm xong một cạo đi, nó mới ra, cái này là chết. Cái này là cạo đúng không? Không, cái này. Quay tròn. Anh ngâm lâu thì lâu chân đi ngâm. Vâng. Ngâm lại cái ngon này. Không chưa? Ngày xưa cứ khấn mãi cho con chân cứng đá mềm. Bây giờ là cứng thật rồi đấy con. Chân cứng hơn đá. Thôi bây giờ làm sao mà quán chịu
tất cả những đạo hữu vào đây là không được lấy làm sát pháp. Không, không sao đâu, cổ chấp tay lại cho được cái hở phước, không sao đâu. Ừ, tổ thúc lắm anh. Không, không. Em ngay như vụ nhà em quên đi. Ừ.